Sau khi chúng ta hiểu được nhồi định thần trưởng và chúng ta hiểu được bán ở đáy, mua ở đỉnh trong phiên Mỹ với một tài khoản 100U có thể giã được 5 lốt hay một tài khoản 10K có thể x2, x3 và đợt tới chúng ta sẽ làm các tài khoản nhỏ 100U để lên 300U, 700U. Đây là những cái vấn đề live stream và nó là thực tế, không phải chém gió và đưa ra cái ngôn từ của tư duy nhưng bí mật của cái việc mà chúng ta chốt lời là gì thì tôi muốn nói với các bạn đó là sự kỳ vọng ví dụ chúng ta bán ở điểm a chắc chắn nó xuống thì chúng ta phải kỳ vọng vào cái điểm b ở dưới trong trường hợp nó ngược hướng stop ok trường hợp thứ hai chúng ta mua ở đỉnh chúng ta có một cái điểm tựa đó là sự kỳ vọng vậy điểm kỳ vọng là gì đó là chinh phục mức giá của quá khứ người ta gọi là giá lặp lại của quá khứ giá là hiện tượng lặp lại của quá khứ vậy hãy so cái giá lặp lại của quá khứ trong quá khứ gần nhất ví dụ vàng về 1992 quá khứ nó về 1989 vậy thì chúng ta dò cái điểm 89 đó là và kỳ vọng ở về 89 đó trong phần Mỹ thế thôi không thể đóng đánh dài hạn được không thể đánh dài hạn được vậy thì khi chúng ta bắt được điểm mua nghĩa là gì nghĩa là chúng ta mua được 1990 mà giá đang vù lên chúng ta thấy được trong quá khứ gần nhất nó là 1993 vậy chúng ta kỳ vọng nó về 1993 và điểm kỳ vọng đấy chính là điểm chốt lời đừng mơ màng lên 2000 2000 rưỡi hay là 2030 vân vân hãy kỳ vọng cái mốc của nó trong quá khứ gần nhất đó, đó là tiết lộ của TP đấy ạ đó là điểm kỳ vọng gần nhất